Thưa quý vị và các đồng chí, công tác phát triển đảng luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của mỗi cấp ủy, đặc biệt là phát triển đảng trong đối tượng học sinh, vì đây là thế hệ năng động, là rường cột của nước nhà. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, phát hiện bồi dưỡng kết nạp đảng cho học sinh trung học phổ thông là nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng lực lượng kế cận, giàu tri thức, bản lĩnh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí theo dõi ghi nhận của phóng viên chương trình về công tác phát triển đảng trong học sinh trung học phổ thông. Phấn đấu được trở thành sĩ quan trong quân đội, trở thành một hướng dẫn viên du lịch hay trở thành một kỹ sư giỏi trong hệ thống sản xuất xe ô tô điện. Ba giấc mơ nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau. Song, ba chàng trai trẻ này đều có cùng một lý tưởng lớn lao từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Biến lý tưởng lớn đó thành hiện thực, Nguyễn Thế Khải, Đào Thế Duy và Đặng Chí Hùng đã có 3 năm học trung học phổ thông với nhiều nỗ lực trong học tập cũng như các hoạt động đoàn của nhà trường và địa phương. Và ước mơ đã thành hiện thực khi vào đầu tháng 5 năm 2024, ba em học sinh đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Từ khi bước chân vào đoàn thì em đã có một niềm mong ước là được đứng vào hàng ngũ của đảng. Vì vậy em đã cố gắng rất nhiều và hôm nay rất vinh dự cho bản thân em và gia đình khi em đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được vào đảng thì em cảm thấy đây là một thành quả xứng đáng. Dù tuổi vẫn còn trẻ nhưng mà em sẽ cố gắng để trở thành một đảng viên tốt. Là điểm sáng trong công tác phát triển đảng trong học sinh, năm 2024, Đảng bộ huyện Châu Đức tiếp tục nỗ lực tạo nguồn cho đảng từ đối tượng học sinh thông qua việc kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trường học ngay từ đầu năm. Tính đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 4 đảng viên mới là học sinh. Dự kiến trong tháng 5 này, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục phấn đấu kết nạp thêm 6 đảng viên mới là học sinh, hoàn thành sớm chỉ tiêu địa phương đặt ra trong năm. Muốn thu hái được quả ngọt thì phải mầm. Hàng năm đều rà soát các cái chỉ tiêu, các nguồn của các cái chi bộ, các trường học. Quan tâm tới cái việc mở các lớp cảm tình đảng, nhận thức về đảng cho đối tượng là các em học sinh vào thời điểm phù hợp. 3 năm trở lại đây, ngôi trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu dày thành tích đã có những định hướng cho học sinh, tuyên truyền cho các em hiểu những kiến thức về đảng, ý nghĩa của việc vào đảng từ rất sớm. Đồng thời, chi bộ cũng rà soát những học sinh đủ 18 tuổi khi ra trường, phân công thầy cô kèm cặp. Kết quả đến tháng 5 năm 2024, chi bộ trường đã kết nạp được một đảng viên là học sinh. Sau nhiều năm, công tác này gặp nhiều khó khăn. Hoàn toàn đầy tự hào vì bản thân mình đã có thể đứng trong được hàng ngũ của đảng. Chi bộ đã quan tâm đến các em mà có cái năm ngày tháng năm sinh đầu năm. Thì nhà trường hiện nay cũng đã cho các em học sinh đó đi học cái lớp đối tượng đảng. Thì đây cũng là một trong những cái nguồn để mà cho trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu cũng như là chi bộ trong nhà trường để kết nạp cho các em. Tính từ tháng 11 năm 2023 đến 30 tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh kết nạp được 596 đảng viên mới. Trong đó có 8 đảng viên là học sinh trung học phổ thông. Đây là những học sinh xuất sắc tiêu biểu, nổi trội trong học tập và phong trào đoàn thanh niên. Việc kết nạp đảng viên học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục, mà còn tạo môi trường thi đua, động lực cho học sinh phấn đấu trưởng thành.